Trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 21 đến đoạn 6 câu thứ 9. Xin chúng ta cùng theo dõi lời Chúa. Vì kính sợ Đấng Christ, hãy thuận phục nhau. Hỡi người làm vợ, hãy thuận phục chồng như thuận phục Chúa. Vì chồng là đầu, vợ cũng như Đấng Christ là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài và chính Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Vậy nên, như hội thánh thuận phục Đấng Christ thế nào, thì vợ cũng phải thuận phục chồng trong mọi sự thể ấy. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, xả thân vì hội thánh, để thánh hóa hội thánh sau khi dùng nước và lời Ngài thanh tẩy hội thánh, nhằm trình diện trước mặt Ngài một hội thánh vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch và toàn hảo. Cũng vậy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ là yêu chính mình. Vì không hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng chăm sóc nó như Đấng Christ đối với hội thánh. Vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài. Chính vì lý do này, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai trở nên một thịt. Sự mầu nhiệm này thật cao sâu. Tôi muốn nói đến Đấng Christ và hội thánh. Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như chính mình, còn vợ thì phải kính trọng chồng. Hỡi những người làm con, hãy vâng lời cha mẹ mình trong Chúa, vì đây là điều phải lẽ. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa, để ngươi được phước và được sống lâu trên đất. Hỡi những người làm cha, đừng làm cho con cái mình tức giận, nhưng hãy nuôi nấng chúng trong kỷ luật và sự khuyên dạy của Chúa. Hỡi những người nô lệ, hãy run sợ, lấy lòng thành thật vâng phục người chủ trần gian như vâng phục Đấng Christ. Không phải chỉ vâng phục trước mặt như những kẻ muốn được lòng người, mà như những nô lệ của Đấng Christ, hết lòng thực hiện ý muốn Đức Chúa Trời. Hãy phục vụ với nhiệt tâm như phục vụ Chúa, chứ không phải phục vụ người ta. Vì biết rằng bất luận nô lệ hay tự do, mỗi người sẽ nhận được phần thưởng từ Chúa tùy việc tốt mình đã làm. Hỡi người làm chủ, hãy đối xử với các nô lệ của mình cùng một cách ấy, đừng đe dọa họ, vì biết rằng cả họ lẫn anh em đều có cùng một chủ ở trên trời, và Ngài không thiên vị ai hết. Kính lạy Chúa là Cha Thánh của chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài ban cho chúng con có lời của Ngài, để chúng con được sống ở trong ơn của Cha, để chúng con kinh nghiệm được quyền năng của Cha, để chúng con kinh nghiệm được tình yêu của Cha. Cảm ơn Cha vì lời của Cha hướng dẫn bước đường của chúng con đi. Và xin Cha Ngài cho chúng con có tấm lòng thuần phục ở trước lời của Cha, để chúng con nghe, hiểu và làm theo, hầu Cha được sáng danh và chúng con được phước lớn. Chúng con cầu xin Cha Ngài soi sáng cho chúng con trong thời giờ này, để những lời nói của môi miệng con và sự suy gẫm của lòng chúng con cùng nhau đẹp ý Cha. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh cứu Chúa Jesus Christ. Amen. Đề tài của chúng ta là thuận phục nhau. Có một câu chuyện vui nói về cái sự khẳng định cái ý muốn của mình. Có một người là rất là hòa nhã. Ông đọc một cuốn sách nói về sự khẳng định cái ước muốn của mình. Self-assertive. Và ông đó quyết định sẽ thực hành. Và quyết định sẽ thực hành ở nhà của mình. Vì vậy, ông xông vào nhà và nói với bà vợ: bà phải nấu cho tôi một bữa ăn thật là ngon, sau đó phải lấy nước đổ trong bồn sẵn sàng để cho tôi mà tắm. Vì sau khi tôi đã ăn và tắm xong, bà đoán thử ai sẽ là người thay quần áo và chải đầu cho tôi. Thì bà vợ thản nhiên trả lời: đó là người thầu đám tang. Thưa quý vị, cái người lãnh đạo giỏi không có cậy vào cái sự độc đoán bắt buộc người ta phải theo ý của mình. Trong gia đình, trong hội thánh, trong thương trường thì cũng vậy. Nhưng họ biết quân bình giữa cái việc khẳng định cái ý muốn của mình. Cái đó không có là gì sai. Nhưng mà phải khẳng định cái ý muốn của mình, cái ước muốn của mình với lại cái nguyên tắc thuần phục người khác. Họ trân trọng lắng nghe, thừa nhận, nhìn nhận khi họ sai, và tỏ ra cái tinh thần sẵn sàng thay đổi và kết hợp với sự
kết hợp cái sự mềm mại với cái sự cứng rắn. Đó là cái người lãnh đạo giỏi. Đó là người lãnh đạo trong tinh thần thuận phục. Người lãnh đạo như thế sẽ thành công. Ở trong cái loạt bài trang bị để phục vụ, chúng ta đã học được một số điều mà chúng ta cần phải làm cho nhau. Hôm nay một bài học rất là quan trọng, nói về cái sự thuận phục nhau. Chúng ta đã cùng xem lời của Chúa ở trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 21 đến đoạn 6 câu thứ 9. Cái sự thuận phục là nó bắt nguồn từ cái sự kính sợ Chúa. Đến từ cái sự kính sợ Chúa, Ê-phê-sô đoạn 5 câu 8 thì nói rằng vì kính sợ Đấng Christ hãy thuận phục nhau. Cái động từ thuận phục nhau này là một phân động từ. Và quý vị nhớ, nếu chúng ta trở lại với câu thứ 15 thì nói rằng vậy hãy xem xét cẩn thận cách ăn ở của mình, cách sống của mình. Đừng có sống như người dại dột, nhưng sống như người khôn ngoan. Và đến câu thứ 18 thì nói ra đừng có say rượu, vì rượu dẫn đến sự buông tuồng, nhưng phải được đầy dẫy Thánh Linh. Và rồi Tín đồ Phaolô nói đến bốn cái phân động từ. Quý vị nhớ không? Ông nói như thế này, thứ nhất là chúng ta hãy dùng những thi thiên, thánh ca và linh khúc mà đối đáp cùng nhau. Đó là thứ nhất là chúng ta đối đáp cùng nhau. Thứ hai là chúng ta dâng lời ca tụng Chúa, chúng ta ca hát chúc tụng Chúa, hết lòng hát khen ngợi Đức Chúa Trời. Thứ ba là chúng ta trong mọi việc nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ mà tạ ơn Đức Chúa Trời là cha. Và thứ tư là câu này, hãy thuận phục nhau. Ở trong tiếng Việt thì dịch là hãy thuận phục nhau, nhưng tôi để ý trong tiếng Anh submitting. Submitting là một phân động từ. Nó bổ nghĩa cho cái động từ chính ở đây. Động từ chính ở đây là được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Mà nói chúng ta trở lại hơn chút nữa là hãy cẩn thận trong cái cách ăn ở mình. Hãy sống như người khôn ngoan. Cái người sống khôn ngoan là người thuận phục nhau. Cái người được đầy dẫy Thánh Linh là người thuận phục nhau. Đây là bốn cái cách mà sứ đồ Phaolô đã đưa ra để chúng ta được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Bốn điều. Rồi chúng ta nhắc nhở nhau về ơn lành của Chúa, dùng lời của Chúa để nhắc nhở nhau về ơn lành của Chúa. Và khi chúng ta được nhắc nhở nhau về ơn lành của Chúa thì đưa đến cái bước thứ hai là chúng ta sẽ ca hát tôn vinh Chúa. Chúng ta biết ơn lành của Chúa thì chúng ta ca hát tôn vinh Chúa. Và đưa đến cái điểm nữa là chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa. Và rồi đưa đến cái điểm là chúng ta thuận phục nhau. Và khi chúng ta thuận phục nhau thì chúng ta sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Giống như việc uống rượu thì đưa đến cái sự say rượu, thì việc chúng ta làm những cái phân động từ đã được nêu ra đó thì chúng ta sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Sự thuận phục nhau đặt căn bản ở trên sự kính sợ Chúa. Không có sự kính sợ Chúa thì khó để mà vâng phục nhau. Vì sự thuận phục ở dưới quyền của Chúa cho nên mới có cái sự vâng phục nhau. Thuận phục nhau có nghĩa là gì? Là đặt mình ở dưới cái sự điều động hay là dưới mạng lệnh của một người khác. Đó là vâng phục. Và vâng phục vì kính sợ Chúa. Kính sợ Chúa nghĩa là gì? Kính sợ Chúa là biết yêu mến Chúa, là tôn cao Chúa, là tôn thờ Chúa, là ca khen Chúa, là phục vụ Chúa, là tất cả những đáp ứng phải lẽ đối với Đức Chúa Trời. Đó là kính sợ Chúa. Kính sợ Chúa là cái đáp ứng phải lẽ thích hợp. Mà tại sao chúng ta phải kính sợ Chúa? Vì đó là cái điều đúng để mà làm. Vì đó là cái điều thích hợp. Vì đó là cái điều phải lẽ. Và đối tượng của sự kính sợ của chúng ta chính là Đấng Christ. Đấng Christ là Đấng đến từ trời. Ngài là vua trên muôn vua, là Chúa trên muôn Chúa. Nhưng Ngài bằng lòng đến trần gian này, hiện ra là một người và sống giữa vòng chúng ta 33 năm. Rồi Ngài chịu chết vì chúng ta và đã sống lại, đang cầm quyền chủ tể trên muôn loài vạn vật. Đó là Đấng mà chúng ta kính sợ. Và vì chúng ta biết ơn Chúa, vì chúng ta tôn cao Chúa, vì chúng ta muốn phục vụ Chúa, chúng ta vâng phục nhau. Vâng phục nhau vì lòng kính sợ Chúa. Và Chúa Giêsu là Đấng được đầy dẫy thần linh của sự kính sợ Đức Giê-hô-va. Cho nên khi chúng ta kính sợ Chúa, chúng ta được đầy dẫy thần linh của Ngài. Và Chúa Giêsu cũng là Đấng vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cho nên khi chúng ta có tinh thần của Chúa, có thần linh của Chúa, thì chúng ta cũng có cái tinh thần hay là cái thần linh của sự vâng phục. Sự vâng phục đến từ sự kính sợ Chúa. Và cái sự vâng phục này dành cho tất cả các tín hữu, dành cho mọi người, tất cả mọi người đều ở dưới sự vâng phục cả.
không trừ ra một ai. Đời sống ở trong Chúa Thánh Linh được bày tỏ ra qua trôi qua các mối liên hệ và thuần phục nhau là một cái thái độ mềm mại, dịu dàng và khiêm nhu đối với nhau. Đó là thuần phục nhau. Thuần phục nhau là một cái sự sẵn sàng để mà phục vụ, để mà học hỏi từ người khác và nhận được sự khuyên bảo từ những người khác. Đó là tinh thần phục vụ nhau. Thuần phục nhau. Thuần phục nhau là quan tâm, đáp ứng nhu cầu của người khác. Thuần phục nhau là xem cái nhu cầu của người khác là ưu tiên hơn cái nhu cầu của chính mình. Thuần phục nhau là tình nguyện nhường nhịn nhau trong tình yêu thương. Đó là thuần phục nhau. Như vậy, nói chung là sự thuần phục dành cho tất cả các người theo Chúa Giêsu Christ. Những người nào mang danh là tín đồ Chúa Giêsu Christ là những người sống ở trong sự thuần phục. Mà nếu quý vị muốn được đầy dẫy thần linh của Chúa, quý vị phải sống trong sự thuần phục, vì Chúa Giêsu có thần linh của sự thuần phục. Nói riêng, sự thuần phục là điều cần có đối với những người ở dưới thẩm quyền của người khác, là những người chịu trách nhiệm cho mình. Cha mẹ có trách nhiệm đối với con cái, cho nên con cái phải thuần phục cha mẹ. Các bạn trẻ nói sao? Amen. Amen. Chồng chịu trách nhiệm cho vợ, nên vợ phải thuần phục chồng. Quý bà nói sao? Amen. Chủ chịu trách nhiệm cho người làm công phải thuần phục chủ. Đó là cái điều mà Chúa dạy cho chúng ta. Nếu quý vị là con cái của Chúa, quý vị sống ở trong tinh thần thuần phục. Câu 21 thì nói chung, nó là mọi người phải thuần phục nhau. Nhưng mà ở đây có nói đến ba cái mối liên hệ đặc biệt là nói với người vợ chồng, cha mẹ con cái và chủ với tớ. Ở đây không có nói là chồng phải vâng phục vợ, hay là cha mẹ phải vâng phục con cái, hay là chủ phải vâng phục những người làm. Nhưng mà quý vị để ý chỗ này, là trong cái tinh thần thuận phục đó, nó đưa đến cái sự khôn ngoan, một nếp sống khôn ngoan, sống như một người khôn ngoan. Người chồng dù không được nói đến là phải vâng phục vợ, nhưng mà người chồng phải có cái tinh thần yêu thương, bày tỏ cái sự vâng phục Đức Chúa Trời bằng cách yêu thương vợ, còn vợ bày tỏ cái sự vâng phục Đức Chúa Trời bằng cách vâng phục chồng của mình. Người vợ muốn đầy dẫy Đức Thánh Linh thì phải vâng phục chồng ở trong Chúa. Chúng ta cùng xem lại cái câu kinh thánh này. Vì kính sợ Đấng Christ hãy thuận phục nhau. Và cái sự thuận phục này ảnh hưởng đến tất cả các mối liên hệ. Thứ nhất là mối liên hệ vợ chồng. Hãy người làm vợ hãy thuận phục chồng như thuận phục Chúa. Vì chồng là đầu vợ cũng như Đấng Christ là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài và chính Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Vậy nên như hội thánh thuận phục Đấng Christ thế nào thì vợ cũng phải thuận phục chồng trong mọi sự thế ấy. Hãy người làm chồng hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, xả thân vì hội thánh, để thánh hóa hội thánh sau khi dùng nước và lời Ngài thanh tẩy hội thánh, nhằm trình diện trước mặt Ngài một hội thánh vinh hiển, không vết, không nhăn, không gì giống như vậy, nhưng thánh sạch và toàn hảo. Cũng vậy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ là yêu chính mình. Vì không hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nắng chăm sóc nó như Đấng Christ đối với hội thánh. Vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài, chính vì lý do này, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai trở nên một thịt. Sự mầu nhiệm này thật cao sâu, tôi muốn nói đến Đấng Christ và hội thánh. Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như chính mình, còn vợ thì phải kính trọng chồng. Người vợ muốn được đầy dẫy Thánh Linh thì hãy thuần phục chồng của mình trong Chúa. Người vợ phải xem sự thuần phục của nàng đối với chồng trong mọi sự là sự thuần phục Chúa ở trong mọi sự. Người vợ không thuần phục chồng chứng tỏ rằng bà không có chịu thuần phục Chúa. Tại vì Chúa dạy phải thuần phục chồng, mà nếu không thuần phục chồng là không thuần phục Chúa. Đơn giản như thế mà thôi. Và ngược lại, người vợ nào thuần phục chồng là người biết thuần phục Chúa. Thuần phục chồng đây không có nghĩa là ông chồng biểu điều gì sai cũng làm. Nhưng mà đấy nó là thuần phục chồng trong Chúa. Tức là người chồng hướng dẫn mình đi trong đường lối của Chúa thì mình đi theo. Nếu hướng dẫn mình đi ngược với đường lối của Chúa thì mình không đi theo. Như vậy thôi, là đặt Chúa trên người chồng của mình. Và nhưng lại, ngược lại, người chồng muốn được đầy dẫy Đức Thánh Linh thì phải yêu vợ như Đấng Christ yêu hội thánh. Người chồng bày tỏ sự thuần phục bằng cách vâng phục Đấng Christ mà hy sinh cho vợ và chăm sóc vợ của mình. Chồng là đầu của vợ như Đấng Christ là đầu của hội thánh. Đầu đây có nghĩa là gì quý vị? Đầu đây không có ý nói về thẩm quyền, mặc dù những nơi khác
là nói về thẩm quyền, nhưng mà đầu đây ý muốn nói đến là có sự liên kết chặt chẽ với thân và cái sự chăm sóc đối với thân. Đó là cái nghĩa mà nói đến đầu đây. Đầu đây là Chúa Giêsu là đầu và thân hội thánh là thân thể của Ngài. Như vậy Chúa Giêsu và thân thể có một sự gắn chặt giống như đầu và thân, không thể tách lìa được. Và đầu Chúa Giêsu là đầu cho nên Ngài đã phó thân Ngài để mà hy sinh, lấy huyết của Ngài rửa cho hội thánh được sạch, Ngài chăm sóc hội thánh. Thì đầu, như vợ chồng là đầu, có cái trách nhiệm đối với vợ giống như vậy, có một sự liên kết với vợ mình, là một đối với vợ, yêu vợ như chính thân của mình, vì yêu vợ chính là yêu chính mình. Đầu ở đây nói đến cái trách nhiệm yêu thương, vì cái sự gắn bó chặt chẽ giữa đầu và thân thể. Cái chức năng của cái đầu là hoạch định cho sự an ninh của thân thể và cung ứng cho sự an sinh của thân thể mình. Đấng Christ là đầu hội thánh, chồng là đầu vợ, nói đến cùng một ý nghĩa, nói đến cái sự liên kết chặt chẽ và yêu thương chăm sóc. Và một trong những cái cách để mà người vợ bày tỏ sự thuần phục chồng là lắng nghe chồng. Và một trong những cách để mà chồng bày tỏ sự yêu thương vợ là lắng nghe vợ. Người chồng thương vợ thì lắng nghe vợ. Ông C.S. Lewis nói một câu rất là hay. Ông nói như thế này: Husbands are made to be talked to. It helps them concentrate their minds on what they are reading. Lâu lâu thì ông nói một vài câu cũng khá buồn cười. Ông nói như thế này: những người chồng được tạo dựng để mà được nói chuyện với. Việc đó giúp cho họ tập trung tâm trí vào những gì họ đang đọc. Hay là nói như ngày nay người chồng được tạo dựng để mà được vợ nói với, thì đó giúp cho ông chồng để coi football một cách chăm chú hơn, hay là xem TV một cách cẩn thận hơn, hay là nhìn cái màn ảnh của computer hay là iPad một cách kỹ lưỡng hơn. Nhưng mà thưa quý vị, không, chúng ta thấy có nhận định đó của C.S. Lewis là buồn cười, nhưng mà trong đời sống thực tế thì không có gì vui, không có gì vui. Cái bà, mấy bà nói mà mấy ông không có nghe thì mấy bà cứ tiếp tục nói. Nói hồi thì mệt lắm, điếc lỗ tai. Cho nên giờ cái hay nhất đó, để mà bày tỏ cái tình yêu thương đối với vợ, là khi mà người vợ nói thì mình lắng nghe. Có người đã gợi ý như thế này, là khi người vợ nói thì hãy nhìn vợ khi nàng đang nói chuyện với mình. Đừng có nhìn vào cái màn hình, hãy xoay lại để cái màn hình đó qua một bên, nhìn vợ. Thứ hai là đáp lời nói của nàng. Nàng nói gì đừng có ngồi im mà không nói gì, phải đáp lời. Thứ ba là sốt sắng tham gia vào cái sự trò chuyện với nàng. Thứ tư là bày tỏ qua thái độ rằng những điều khác có thể chờ đợi, em quý trọng hơn những cái này. Đó là cái cách để mà chúng ta bày tỏ cái tình yêu thương đối với vợ. Như vậy, thuận phục chồng thì người vợ lắng nghe chồng, mà yêu thương vợ thì chồng cũng phải lắng nghe vợ. Nếu tôi có thể định nghĩa cái cương vị đứng đầu một cách vắn tắt thì tôi sẽ mô tả như thế này. Cương vị đứng đầu của người chồng là hiến trọn con người, cuộc đời của mình để yêu thương chăm sóc vợ. Và nếu tôi có thể định nghĩa cái sự vâng phục chồng một cách ngắn gọn thì tôi có thể nói là người vợ hiến tất cả cuộc đời của mình để mà yêu thương chăm sóc chồng. Đó là cái sự vâng phục đối với nhau trong mối liên hệ vợ chồng. Và kế đến là mối liên hệ cha con. Là Chúa dạy rằng hỡi những người làm con, hãy vâng lời cha mẹ mình trong Chúa, vì đây là điều phải lẽ. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất có kèm lời hứa, để ngươi được phước và được sống lâu trên đất. Hỡi những người làm cha, đừng làm cho con cái mình tức giận, nhưng hãy nuôi nấng chúng trong kỷ luật và sự khuyên dạy của Chúa. Hỡi những người nô lệ, hãy run sợ lấy... Xin lỗi, chúng ta dừng lại câu 4. Hỡi những người làm cha, đừng làm cho con cái mình tức giận, nhưng hãy nuôi nấng chúng trong kỷ luật và sự khuyên dạy của Chúa. Cái người con muốn được đầy dạy Đức Thánh Linh, hãy vâng lời cha mẹ. Nếu mà mình không chịu vâng lời cha mẹ thì sẽ không được đầy dạy Đức Thánh Linh. Nhưng mà một trong những cách để mà được đầy dạy Thánh Linh cho các bạn trẻ, cho những người làm con, là vâng lời cha mẹ. Con cái có trách nhiệm vâng lời cha mẹ, đó là cái điều phải. Nhưng mà không phải chỉ là điều phải mà thôi, mà đó là điều ích lợi, vì có cái lời hứa kèm theo là hãy vâng phục cha mẹ thì ngươi sẽ được sống lâu trên đất. Đó là cái mạng lệnh duy nhất mà có một lời hứa kèm theo. Con cái biết vâng lời cha mẹ, đó là cái việc đúng, không phải chỉ dưới mắt của con người, nhưng là đúng ở dưới mắt của Chúa. Hiếu kính cha mẹ nghĩa là sao? Là yêu thương và vâng lời cha mẹ. Đây là một cái điều quý báu.
một cái điều tốt lành trước mặt Chúa và trước mặt mọi người. Và người cha mẹ muốn được đầy dẫy Thánh Linh thì phải vâng phục Chúa mà dạy dỗ con cái. Cái lời Chúa nói là đừng có chọc giận con cái. Đừng làm cho con cái mình tức giận. Nhiều người cha mẹ làm cho con cái tức giận. Có nhiều cách khác nhau. Nếu mà cha mẹ độc đoán bất công thì đứa con nó sẽ thấy tức giận. Nếu cha mẹ nói một đường mà làm một ngã thì đứa con nó sẽ tức giận. Nếu cha mẹ nói con đừng nói dối mà cha mẹ nói dối, đứa con nó sẽ thấy có sự xung khắc ở trong người. Nếu cha mẹ biểu con phải sống đời sống thánh khiết mà xem những cái phim ảnh đồi trụy là đứa con nó sẽ tức giận. Nếu mà cha mẹ nghĩ sai cho con của mình, nó không có làm cái điều đó mà gán cho nó làm cái điều mà nó không có làm, đứa con nó sẽ tức giận. Nếu đứa con nó muốn làm cái điều tốt mà nó làm sai mà cha mẹ không khích lệ mà là lên án nó thì nó sẽ tức giận. Nếu cha mẹ phân biệt đối xử đứa con này như thế này, đứa con khác như thế khác thì đứa con nó sẽ tức giận. Nếu có sự thiên vị, đứa con sẽ tức giận. Nếu mà ý mình là cha là mẹ mà lấn át con cái của mình thì con cái nó sẽ tức giận. Nếu thiếu sự cảm thông thì con cái sẽ tức giận. Nếu muông chiều quá, lúc nào cũng không có để cho được sự tự do để mà nó tung cánh bay, lúc nào cũng ràng giữ nó, dần giữ nó, muông chiều, bảo vệ chăm quá khắc thì đứa con cũng sẽ tức giận. Nếu mà quá khắc khe hay cay nghiệt thì sẽ đưa đem đến sự tức giận. Nếu mà chê bai, chế nhạo, lăng mạ người con thì đứa con nó sẽ tức giận. Nếu mà đòi hỏi nó làm quá mức của nó, quá sức học của nó, quá sự cái khả năng làm việc của nó thì đứa con nó sẽ tức giận. Mà nếu cha mẹ có lỗi mà không biết nhận lỗi thì đứa con nó cũng sẽ tức giận. Nếu mà cha mẹ hành hung con, đứa con sẽ tức giận. Mà Chúa bảo chúng ta đừng chọc giận con cái của mình, nhưng phải sửa dạy trong tinh thần mềm mại, yêu thương. Đừng có sửa dạy trong cái tinh thần dân dữ hay là cậy quyền mà sửa dạy, nhưng hãy sửa dạy trong sự kính sợ Chúa. Nhưng sửa phạt một cách thích hợp, thích ứng với từng trường hợp, quý vị. Chứ vậy chúng ta đừng có chọc giận con cái. Đó là nói về phương diện tiêu cực. Nhưng trong việc tích cực là hãy nuôi nấng và giáo huấn Chúa trong sự tin kính Chúa. Nhưng nuôi nấng và giáo huấn chúng trong sự tin kính Chúa. Đây là một cái công việc liên tục, không có ngừng, tiếp tục. Nếu mà đứa con nó chưa có sống độc lập thì người cha có trách nhiệm để mà cung cấp cho con của mình và dạy dỗ chúng. Có hai phương diện: nuôi nấng và dạy dỗ. Có khi nuôi dễ hơn là dạy, phải không quý vị? Nuôi cho nó ăn là xong, cho nó mặc là xong, cho nó tắm rửa sạch sẽ là xong. Nhưng mà dạy là một cái công trình khó khăn mà chúng ta phải để ý, phải chăm sóc, phải lưu tâm để mà có thể thực hiện điều đó. Đó là một công việc của sự yêu thương. Nuôi nấng có nghĩa là dịu dàng chăm sóc con cái, phải là đối tượng của sự yêu thương chăm sóc của cha mẹ. Mà đây, như tôi đã nói, công việc này nó gồm hai phần là nuôi nấng và dạy dỗ. Người cha cần giúp con của mình được tăng trưởng không phải chỉ trong phần thể xác, nhưng trong phần tình cảm, trong tinh thần và trong trí tuệ. Người cha có trách nhiệm kỷ luật con của mình. Kỷ luật và khiên dạy của Chúa. Kỷ luật con của mình không phải kỷ luật ở trong cái sự giận dữ, nhưng kỷ luật ở trong cái sự hòa nhã, ở trong lời của Chúa, dùng lời của Chúa để mà hướng dẫn con cái của mình đi trong thánh ý của Chúa. Như vậy thì đứa con muốn được đầy dẫy Thánh Linh phải biết vâng lời cha mẹ. Và cha mẹ muốn đầy dẫy Đức Thánh Linh phải biết vâng lời Chúa mà dạy dỗ con cái, nuôi nấng con cái, giúp đỡ cho con cái và đừng có chọc cho con cái giận. Đó là trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái và của con cái đối với cha mẹ. Và kế đến là chúng ta nói đến chủ và công nhân. Ở đây thời xưa thì có chủ và nô lệ, nhưng ngày nay thì chúng ta không còn nô lệ nữa mà chúng ta là công nhân, mà nhiều khi đi làm cũng giống như nô lệ vậy. Nhưng mà mình được tự do một cái, nếu mà ta đối xử khắc khe của mình quá thôi mình nghĩ mình kiếm ông chủ khác. Nhưng mà không, cũng là phải phục tùng ở dưới cái sự hướng dẫn của người chủ. Hỡi những người làm nô lệ, hãy run sợ, lấy lòng thành thật vâng phục người chủ trần gian như vâng phục Đấng Christ. Không phải chỉ vâng phục trước mặt
như những kẻ muốn được lòng người mà như những người nô lệ của Đấng Christ hết lòng thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời. Là người làm công, chúng ta làm mọi sự như là làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Chúng ta làm mọi sự hãy hết lòng mà làm. Chúng ta làm cái công việc tốt nhất dầu có mặt chủ hay không. Có nhiều người thì có ông chủ tới thì ráng làm thật là giỏi, mà ông chủ đi rồi thì thôi ngồi chơi uống cà phê nói chuyện. Nên thưa quý vị, chúng ta là làm cho Chúa, và Chúa sẽ ban thưởng cho cái công việc làm của chúng ta. Công việc quý vị có thể rất là đơn giản, có thể là chỉ dán phong bì lấm tem rồi gửi đi thôi, nhưng mà chúng ta làm hết lòng làm như làm cho Chúa, Chúa sẽ ban thưởng cho công việc đó mà chúng ta làm. Không có công việc nào là quá tầm thường mà không được ban thưởng. Chúng ta làm mọi sự hay là làm như là làm cho Chúa. Trong Read the Digest có câu chuyện mà ông Howard A. Stein có kể. Ông nói về một người bạn của ông. Người bạn của ông thì đã hưu rồi. Và người bạn của ông thấy gần nhà có một cái mall, cái shopping center đó, và nó làm thêm một cái gian nữa, một cái cánh nữa. Cho nên ông tới, ông tò mò mỗi ngày, ông tới, ông đứng coi. Và ông thấy cái người mà điều khiển cái máy khổng lồ đó làm việc rất là có lương tâm, làm việc chăm chỉ lắm. Cho nên ông thấy người đó làm việc và ông thích thú quá, mỗi ngày ông tới ông coi, ông đứng ông coi. Rồi có một hôm thì ông có dịp, ông tới và ông khen người đó. Ông nói rằng tôi thấy anh làm việc một cách chăm chỉ, có lương tâm như thế, tôi thấy hay quá, tôi thật là đáng phục. Cái người đó nói là như vậy ông không phải là cái người supervisor sao? Người đốc công sao? Thưa quý vị, dầu là được người ta xem mình làm hay không, chúng ta cũng làm hết mình như là làm cho Chúa, chứ không phải là làm cho người ta. Ngược lại, cái người làm chủ, ở đây nói là hãy phục vụ nhiệt tâm như phục vụ Chúa, chứ không phải phục vụ người ta. Và nói đến người làm chủ là hãy người làm chủ, hãy đối xử với các nô lệ của mình như cùng một cách ấy, đừng đe dọa họ, vì biết rằng cả họ lẫn anh em đều có cùng một chủ ở trên trời, và Ngài không thiên vị ai hết. Chúng ta dầu là người chủ hay là không là chủ, chúng ta đều ở dưới Chúa, Ngài là chủ của chúng ta. Chúng ta đừng có la mắng người làm công, đừng có rủa xả, đừng có chửi tục, đừng có mắng chửi người ta. Hãy biết rằng mình có cùng một chủ ở trên trời. Chúng ta không có muốn Chúa mắng chửi chúng ta hay là nói nặng nói nhẹ chúng ta, phải không? Cho nên chúng ta cũng vậy, là người chủ, là người coi sóc những người làm việc dưới mình, thì chúng ta phải đối xử với họ giống như Chúa đối xử với chính mình. Thưa quý vị, tôi suy nghĩ tới cái điều này. Tôi nghĩ là, như vậy là những người có trong những cái mối liên hệ đó, thì qua những cái mối liên hệ này mà họ được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Vậy thì những người mà không có cái mối liên hệ thì sao? Chẳng hạn như chúng ta nói đến vợ chồng. Vợ chồng thì có cái mối liên hệ với nhau. Bây giờ người không có vợ, không có chồng thì làm sao mà được đầy dẫy Thánh Linh? Hay là nói đến người có là cha, là mẹ thì có con. Ai cũng là con, cũng có cha mẹ cả. Nhưng mà có cha mẹ, có người không có con, làm sao có được cái mối liên hệ đó? Rồi bây giờ có những người cũng không là chủ, không làm chủ, không làm tớ, chỉ biết làm biến, nên cũng chẳng có được có mối liên hệ, phải không? Có nhiều người bây giờ là như vậy, tức là bây giờ vất thất nghiệp, rồi đi xin thất nghiệp, rồi cuối cùng khai là có bệnh, rồi được disability, rồi ngồi đó xem TV, rồi chứ người khác đi làm đóng tiền để cho mình được hưởng, đó là những người làm biến, thì làm sao mà được đầy dẫy Đức Thánh Linh? Nhưng thưa quý vị, thật sự ra cái mối liên hệ thuần phục này nó bày tỏ sự hiện diện Chúa trong cuộc sống của chúng ta. Chúa Giê-xu là đấng có quyền để chúng ta thuần phục, nhưng chính Ngài cũng là đấng hạ mình để mà thuần phục. Và Chúa Giê-xu hạ mình thuần phục Đức Chúa Cha, mà Ngài còn hạ mình đến chỗ mà phục vụ chính chúng ta nữa. Chúa Giê-xu nói con người đến không phải để người ta phục vụ mình, nhưng để phục vụ người ca và phó mạng sống mình để làm giá chuộc nhiều người. Cho nên khi chúng ta sống ở trong tinh thần của Chúa thì chúng ta được đầy dẫy thần linh của Ngài. Tinh thần thuần phục là tinh thần của Jesus Christ. Chúng ta thuần phục lẫn nhau, chúng ta thuần phục anh chị em chúng ta trong Chúa. Tinh thần thuần phục đó đưa quý vị đến cái sự đầy dẫy Đức Thánh Linh. Tôi xin ôn lại. Chúa bảo chúng ta đừng có say rượu. Uống rượu nhiều thì đến vấn đề say, nhưng phải được đầy dẫy Thánh Linh. Bây giờ làm sao để được đầy dẫy Thánh Linh? Có 4 điểm. Thứ nhất là chúng ta dùng lời của Chúa để mà nhắc nhở với nhau về ơn lành của Chúa, về công việc của Chúa. Thứ hai
là chúng ta sau khi đã được nhắc nhở nói đến những ơn lành của Chúa thì chúng ta sẽ dâng lên Chúa lời ca hát chúc tụng danh của Chúa. Và thứ ba là chúng ta sẽ thuật lại những ơn lành của Chúa để mà chúng ta cảm tạ Ngài, chúng ta cảm tạ Chúa. Và từ cái chỗ mà chúng ta biết ơn Chúa, chúng ta tôn thờ Chúa, chúng ta kính sợ Chúa. Kính sợ Chúa là biết ơn Chúa, là tôn thờ Chúa, là thuận phục Chúa. Và từ cái sự thuận phục Chúa đó mà chúng ta thuận phục nhau. Và khi chúng ta thuận phục nhau thì chúng ta được đầy dậy thánh linh của Chúa. Đơn giản như vậy quý vị. Và để Chúa đã vạch sẵn cái con đường để chúng ta đi. Những bốn cái phân động từ này nó bổ nghĩa cho cái động từ chính. Chúng ta phải được đầy dậy thánh linh. Được đầy dậy thánh linh bằng cách nào? Bằng cách làm bốn cái phân động từ đó. Và điều quan trọng là thuận phục nhau như Chúa đã dạy cho chúng ta phải làm. Xin ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Kính lạy Chúa là cha nhân ái của chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa yêu thương chúng con, nói gương cho chúng con trong sự vâng phục. Và Chúa đã hạ mình vâng phục Đức Chúa Cha cho đến chết. Và Chúa ơi, chúng con biết rằng khi có Chúa hiện diện trong cuộc đời của chúng con thì chúng con có thể vâng phục. Là người con, chúng con có thể vâng phục cha mẹ mình một cách vui vẻ. Là một người vợ, chúng con biết vâng phục chồng một cách vui vẻ. Là một người nhân công, chúng con vâng phục chủ một cách vui vẻ. Vì cớ chúng con vâng lời Chúa, thuận phục Ngài. Ôi Chúa, xin Chúa cũng cho chúng con là những người làm cha, làm chồng, làm chủ. Thì xin Chúa cho chúng con cũng biết vâng phục Chúa mà yêu thương, chăm sóc, nâng đỡ, dạy dỗ, nuôi nắng và đối xử một cách tốt đẹp đối với những người mà chúng con có trách nhiệm. Chúng con tạ ơn Cha. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh cứu Chúa Jesus Christ. Amen.